Kính thưa chủ tọa phiên họp, kính thưa Quốc hội, qua nghiên cứu tài liệu, tôi đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, làm việc tích cực, khẩn trương của cơ quan thẩm tra, cơ quan soạn thảo và các cơ quan có liên quan trong việc nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tích cực nghiên cứu, tiếp thu cơ bản đầy đủ ý kiến đóng góp của đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 3, Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách và các ý kiến của các chuyên gia để chỉnh lý dự thảo luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi. Dự thảo trình tại kỳ họp lần thứ 4 này đã có sự thay đổi tích cực thể chế về cơ bản các chủ trương đường lối của Đảng trong lĩnh vực khám bệnh chữa bệnh. Dự thảo luật sau khi chỉnh lý có 12 chương, 121 điều, tăng hơn 15 điều so với dự thảo trình tại kỳ họp thứ 3, nhiều nội dung lớn đã được quy định cụ thể, rõ ràng hơn. Về tổng quan dự thảo luật trình tại kỳ họp này, tôi thống nhất với sự cần thiết, tên gọi, bố cục và cơ bản thống nhất với các nội dung của dự thảo. Về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau, tôi xin tham gia cụ thể như sau. Thứ nhất, đối với việc kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề sau thực hành, tại khoản 2, điều 23 trong dự thảo, quy định việc kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh chữa bệnh do Hội đồng Y khoa Quốc gia thực hiện, và tại khoản 2, điều 24 quy định nhiệm vụ của Hội đồng Y khoa Quốc gia xây dựng và phê duyệt bộ công cụ đánh giá năng lực, xây dựng bộ tiêu chuẩn cơ sở đủ điều kiện kiểm tra đánh giá năng lực và tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề tại các cơ sở đủ điều kiện giải quyết khiếu nại tố cáo về kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh chữa bệnh. Theo ý kiến của tôi, nếu chỉ để Hội đồng Y khoa Quốc gia tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực khám bệnh chữa bệnh thì sẽ dẫn đến việc sự tập trung một chỗ gây ùn ứ, chậm chạp, có kết quả sẽ dẫn đến ảnh hưởng hoạt động khám bệnh chữa bệnh của người hành nghề và mỗi khi tham gia thi đánh giá năng lực của khám bệnh chữa bệnh. Và theo thông lệ quốc tế thì việc tổ chức đánh giá năng lực người hành nghề sẽ tổ chức theo hướng của Hội đồng đại diện cho Hiệp hội Hành nghề Y khoa Quốc gia và được Bộ Y tế cấp phép giám sát tổ chức thực hiện. Công tác tổ chức làm sao phải thuận tiện cho người hành nghề khi đăng ký tham gia. Về thứ hai, về cơ chế tài chính là vấn đề hết sức quan trọng đối với hoạt động khám bệnh chữa bệnh. Tuy nhiên, đây cũng là vấn đề pháp luật còn nhiều bất cập, thiếu đồng bộ, chưa đầy đủ, dẫn đến những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện. Về cơ chế tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập thì được điều chỉnh chủ yếu bởi các văn bản cấp độ nghị định như Nghị định 60 năm 2021 quy định về cơ chế tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập. Riêng lĩnh vực y tế, từ năm 2012, Chính phủ ban hành Nghị định 85 về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh của các cơ sở công lập. Tuy nhiên, đến nay thì chưa có nghị định để thay thế. Về thực tế hiện nay, các cơ sở y tế công lập đang gặp khó khăn trong việc thực hiện tự chủ. Hiện trong dự thảo luật đã có một mục về tài chính trong hoạt động khám bệnh chữa bệnh. Tuy nhiên, vẫn chưa có điều khoản quy định về những thực hiện tự chủ tại đơn vị y tế công lập như thế nào. Tôi đề nghị bổ sung thêm điều khoản quy định về tự chủ tài chính đối với đơn vị y tế công lập. Trong nội dung về tự chủ tài chính, cần quy định xác định mức độ tự chủ, nguyên tắc phân loại, phân tiêu chí phân loại, mức độ tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập. Mức độ tự chủ tương ứng với tỷ trọng dịch vụ không sử dụng ngân sách nhà nước hay tỷ lệ đảm bảo kinh phí, đồng thời cần đi kèm tự chủ ở các lĩnh vực khác như tự chủ về hoạt động chuyên môn, tự chủ về nguồn nhân lực hay quyền được mua sắm đấu thầu trong khi thực hoạt động tự chủ. Phân loại mức độ tự chủ của bệnh viện công lập thì cần gắn với phân hạng bệnh viện và việc phân hạng bệnh viện phải dựa trên cơ sở đánh giá chất lượng bệnh viện. Tôi đề nghị xem xét nghiên cứu để luật hóa một số quy định của Nghị định 60 về tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập phù hợp với đặc thù ngành y tế nhất. Đó là các quy định tại mục 1 chương 3 về tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế dân số ở các điều 26, 27, 28 của Nghị định 60 vào nội dung dự thảo luật. Thứ ba, về dinh dưỡng trong điều trị, tôi đề nghị bổ sung thêm điểm B khoản 2 như sau: khám, sàng lọc, đánh giá tình trạng dinh dưỡng, phân loại mức độ suy dinh dưỡng, tư vấn, chỉ định chế độ dinh dưỡng, điều trị phù hợp với bệnh lý, tình trạng dinh dưỡng, tiêu hóa và hấp thu, theo dõi tình trạng dinh dưỡng của người bệnh nội trú trong quá trình điều trị. Vì một quy trình khám chữa bệnh lâm sàng đầy đủ là khám, sàng lọc, đánh giá, chẩn đoán, chỉ định điều trị, can thiệp điều trị, theo dõi, tiên lượng và một người bệnh đến khám chữa bệnh thì cần được thực hiện đầy đủ các bước này. Hơn nữa, có những trường hợp người bệnh như những bệnh nhân nằm ở ICU, bệnh nhân đa chấn thương hay ngay những trường hợp bệnh nhân COVID-19 nặng trong thời gian vừa qua không thể tự ăn uống được, không thể chỉ định việc thực hiện tư vấn dinh dưỡng vì bệnh nhân đang hôn mê hay thở máy không thể nghe tư vấn được, mà cần phải có chỉ định chế độ dinh dưỡng điều trị như nuôi dưỡng ống thông hay nuôi dưỡng qua tiêm truyền tĩnh mạch. Và điều này cũng phù hợp với quy định tại điều 60 của dự thảo luật là người hành nghề được giao nhiệm vụ khám bệnh, chẩn đoán bệnh, chỉ định phương pháp điều trị. Về quy trình thủ tục, tôi đề nghị dự thảo luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi sẽ được Quốc hội thông qua tại kỳ họp này. Đây là điều chúng tôi cũng như nhân dân đang mong mỏi vì trong thời gian qua các cơ quan đã có sự làm việc rất tích cực để có được bản dự thảo này và có sự thay đổi hoàn thiện đáng kể. Hơn nữa, sau khi Quốc hội thông qua, còn có cần
thời gian để chính phủ và các cơ quan ban ngành ban hành các nghị định, thông tư, hướng dẫn và những cái điều mà đang được giao trong dự thảo. Tôi xin hết ý kiến. Xin cảm ơn Quốc hội.